Trong tiểu mục nhận diện, Microsoft, vụ tấn công mạng nhằm vào chính phủ Ukraine có thể mang tính hủy diệt. Xu hướng tấn công tiền mã hóa NFT sẽ tăng cho năm 2022. Và nội dung chính trong chương trình, điểm mặt các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cuối năm. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình An ninh mạng tuần này. Thưa quý vị, đối với người dùng cá nhân thì một trong những lo lắng nhất của họ là dính vào các bẫy lừa đảo trực tuyến. Vào dịp Tết thì có vẻ là lo lắng này ngày càng gia tăng, bởi lẽ chúng ta giao dịch nhiều hơn, mua sắm trực tuyến nhiều hơn, tương tác với nhau nhiều hơn trên không gian mạng. Câu chuyện này chúng tôi sẽ phân tích sâu trong tiểu mục phòng vệ số. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin cảnh báo về an ninh mạng đáng chú ý trong tiểu mục nhận diện. Hãng công nghệ Microsoft Mỹ cảnh báo vụ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống chủ chốt của chính phủ Ukraine có thể mang tính hủy diệt và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan so với quan ngại ban đầu. Microsoft cho biết đang tiếp tục phân tích phần mềm độc hại nêu trên, cảnh báo rằng vụ tấn công này có thể khiến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của chính phủ trở nên tê liệt. Hãng này nhấn mạnh phần mềm độc hại vốn được thiết kế trông giống như mã độc tống tiền ransomware, nhưng thiếu cơ chế khôi phục dữ liệu nhằm mục đích phá hoại và khiến các thiết bị là mục tiêu không thể hoạt động được thay vì đòi tiền chuộc. Những hệ thống bị ảnh hưởng thuộc các công ty công nghệ thông tin, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ, tất cả đều có trụ sở tại Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 1, Ukraine thông báo đã xảy ra một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến một số trang web của nhiều cơ quan chủ chốt của nước này, gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Chính sách ruộng đất, Hội đồng An ninh và Quốc phòng và Bộ Giáo dục ngừng hoạt động. Xu hướng tấn công tiền mã hóa NFT sẽ tăng trong năm 2022. Hãng bảo mật Kaspersky vừa đưa ra một số dự báo về xu hướng tấn công trên Internet trong năm nay. Quan sát các nhóm tấn công chuyên nghiệp như Lazarus, Lunarop, các nhà nghiên cứu suy đoán sẽ có một làn sóng tấn công quy mô lớn vào các doanh nghiệp tiền điện tử. NFT, viết tắt của từ dịch ra tiếng Việt, có nghĩa là tài sản không thể thay thế, cũng sẽ là mục tiêu của tội phạm mạng. Điều này là do các quốc gia Đông Nam Á đang dẫn đầu về tỷ lệ sở hữu NFT. Trong đó, Philippines đứng đầu danh sách với 32%, cho biết họ sở hữu các tài sản số này. Trong 20 quốc gia được khảo sát, Thái Lan xếp vị trí thứ hai 26,2%, tiếp theo là Malaysia 23,9%, Việt Nam ở vị trí thứ 5 17,4% và Singapore xếp thứ 14 6,8%. Các chuyên gia nhận định, tấn công sẽ nhắm trực tiếp vào nhân viên các công ty khởi nghiệp và sàn giao dịch tiền điện tử thông qua kỹ thuật tinh vi, khai thác phần mềm và thậm chí là cả nhà cung cấp giả mạo. Kẻ xấu cũng có thể tấn công hàng loạt thông qua phần mềm chuỗi cung ứng hoặc các thành phần liên quan như thư viện mã của bên thứ ba. Ngoài ra, nhiều vụ trộm cắp tài sản NFT sẽ xảy ra trong những năm tới. Là một lĩnh vực hoàn toàn mới, điều này sẽ gây ra sự thiếu hụt lực lượng cảnh sát điều tra có chuyên môn cao, dẫn đến sự gia tăng ban đầu của các cuộc tấn công vào NFT. Quay trở lại với nội dung mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và cách ứng phó của người dùng. Đặc biệt, trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề, các chuyên gia nhận định lừa đảo trực tuyến sẽ gia tăng. Ngày hôm nay, chương trình có cuộc trao đổi với một chuyên gia rất đặc biệt, Ngô Minh Hiếu, biệt danh là Hiếu PC, người từng xuất hiện tràn ngập trên báo chí nước ngoài với tư cách là một tin tặc, thấu hiểu thế giới ngầm và những chiêu trò kiếm tiền phi pháp. Tất nhiên, hiện nay anh đã bỏ lại con đường lầm lỡ phía sau để sống khác, làm khác, có ích cho cộng đồng. Ngô Minh Hiếu hiện đang làm việc cho Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin và là gương mặt quen thuộc của truyền thông. Trước khi trò chuyện với Hiếu PC, hãy cùng xem một đoạn video clip ngắn mà chúng tôi tổng hợp về những dự báo tình trạng lừa đảo trực tuyến trong thời gian sắp tới. Trong bối cảnh không gian mạng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, kẻ tấn công tập trung vào tấn công phi công nghệ, khai thác lỗ hổng mang yếu tố con người, bao gồm tất cả các loại hình lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi tự động, ứng dụng nhắn tin phổ biến và mạng xã hội. Nhiều quốc gia trong khu vực đã ghi nhận tấn công lừa đảo. Tại Thái Lan, gần 40.000 người bị lừa khi tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng xuất hiện giao dịch không rõ ràng. Kẻ lừa đảo dùng trang web ngân hàng giả mạo để đánh cắp thông tin người dùng tại Malaysia vào năm ngoái. Nhiều trường hợp khác tại Việt Nam cũng bị lừa. Chuyên gia dự báo, xu hướng này sẽ càng gia tăng trong tương lai, bao gồm phát triển những thông tin liên quan đến người dùng như hình ảnh, video, giọng nói. Có thể sẽ có sự chuyển đổi từ lừa đảo có sự trợ giúp của máy tính
sang lừa đảo từ tài sản số, gồm tài khoản người dùng, smartphone, máy tính cá nhân. Chưa hết, mới đây, công an một số tỉnh thành đã khuyến cáo về một thủ đoạn lừa đảo mới. Các đối tượng sẽ giả vờ chuyển khoản nhầm cho nạn nhân, sau đó ép trả tiền lãi suất cao. Riêng vấn đề cho vay tiền qua mạng, qua các app, cơ quan công an cho biết, lợi dụng tình hình khó khăn do dịch Covid-19 và dịp cuối năm, năm hết Tết đến, thường nhu cầu về vốn liếng nhiều và cả tiền để chi tiêu cuối năm cũng nhiều. Do đó, các đối tượng sẽ đẩy mạnh dùng các phương thức thủ đoạn dụ dỗ, giao tìm người cho vay với thủ tục đơn giản, lãi suất không cao, nhưng ẩn đằng sau là hàng loạt phí dịch vụ cấp cổ. Xin cảm ơn Hiếu đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn chương trình An ninh mạng của Truyền hình Công an Nhân dân. Hai năm vừa qua thì do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì nhiều thói quen và việc làm của mọi người đã thay đổi. Làm việc trực tuyến, mua sắm trên thương mại điện tử và kể cả câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì cũng là một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến. Vậy thì với cái việc mà thay đổi thói quen cũng như việc làm như vậy, vậy thì trong một năm 2021 vừa qua thì Hiếu đánh giá như thế nào về các vụ lừa đảo trên không gian mạng hiện nay? Chủ yếu là sàn đầu tư đa cấp lừa đảo đánh vào lòng tham và những cái đối tượng tin tặc chuyên nhắm tới những cái nạn nhân trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo hay là Messenger, thì trên đó là đa phần họ sẽ gửi đường link tới chứa mã độc hoặc là những cái đường link độc hại mà khi mà người dùng nhấp vào và đăng nhập thông tin hay là cung cấp thông tin tài khoản thì sẽ mất đi cái tài khoản đó hoặc là tài khoản ngân hàng. Rồi kế đến là những cái nạn như là dựa hơi theo blockchain hay là sử dụng công nghệ blockchain để mà tạo ra những cái đồng tiền ảo hay là đồng tiền điện tử để mà lừa đảo người đầu tư. Rồi kế đến là những cái nạn như là tin nhắn thương hiệu hay là tin nhắn văn bản có chứa đường link độc hại dùng để mà lừa nạn nhân lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng và sau đó là chiếm đoạt cái tài sản. Ngoài một cái list các cái hình thức, các cái phương thức lừa đảo như Hiếu vừa chia sẻ thì ở thời điểm mà Tết thì Hiếu có cái cảnh báo gì đối với cả người dân về việc là chúng ta nên thận trọng với các cái hình thức lừa đảo như nào, đặc biệt trong thời điểm dịp Tết như thế này? Những cái kẻ lừa đảo họ lập ra những cái fanpage này, lừa đảo ở trên Facebook hay là trên mạng xã hội hay là những cái trang web với có những cái tên miền gần giống với lại cái trang của những cái trang hãng hàng không uy tín ở Việt Nam hay là những cái trang web chuyên bán những cái phương cái vé phương tiện đi lại chính thống, thì khi mà các bạn vào những cái trang fanpage hay là những cái trang web như thế này, mọi người cần phải cảnh giác và nếu cảm thấy nghi ngờ thì nên hỏi cái người, những người xung quanh mà bạn tin tưởng, còn không là bạn phải tìm kiếm cái số điện thoại mà tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng của cái hãng đó để mà gọi lên nhờ sự trợ giúp của họ để mà kiểm chứng là cái phải cái này là phải là uy tín hay không. Thứ hai là những cái tin nhắn văn bản này hay là tin nhắn thương hiệu mang tính chất lừa đảo kêu gọi đầu tư hay là nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, giả danh giả dạng gần giống với lại cái đầu số hay là cái tên thương hiệu của cái ngân hàng đó, thì mọi người phải cảnh giác, nên luôn kiểm chứng lại một lần nữa trước khi nhấn vào cái đường link đó hay là nhận được cái thông tin tin nhắn như vậy, thì nên gọi lập tức lên cái công ty hay là cái tổ chức ngân hàng đó để mà kiểm chứng thêm một lần nữa. Thứ ba là hãy cảnh giác tới những cái trang sàn đa cấp và những cái đồng tiền ảo hay là những cái đồng tiền điện tử. Có thể là bạn sẽ đầu tư vào những cái trang nó không chính thống và cái độ uy tín nó chưa có, thì bạn sẽ mất tiền và sẽ mất luôn cái thông tin danh tính của các bạn. Thứ tư là khi bạn nhận được những cái tin nhắn hay những cái cuộc gọi liên quan nói bạn là bạn đang dính líu tới pháp luật hoặc là bạn bị phạt nguội khi vi phạm giao thông thì bạn phải đóng tiền hay là bạn phải nộp phạt như thế nào đó, thì bất cứ những cái tin nhắn như thế vậy hay là những cái cuộc gọi như vậy, bạn phải kiểm chứng một lần nữa và không nên giao dịch chuyển tiền cho họ. Khi lên trên mạng là phải luôn trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản nhất, giống như việc bây giờ tất cả mọi người đi ra đường thì ai cũng phải mang khẩu trang
thì cái việc mà trang bị cái kiến thức cho chính bản thân mình nó giống như là mình đang mang khẩu trang đi lên trên không gian mạng để mà bạn có thể phòng tránh được những cái con virus và những cái nạn lừa đảo mà nó phổ biến đang có hiện nay. Thì như vậy khi mà bạn biết cách đặt mật khẩu có độ khó cao này, hay là sử dụng những cái bước bảo mật hai bước, và biết cách nhận biết những cái trang web nào là trang web lừa đảo và trang web nào là uy tín, và khi nhận biết được một cái trang web đó đáng nghi ngờ hay là vẫn còn e ngại, thì mọi người có thể gọi điện thoại ngay lập tức lên cái cơ quan chức năng, hay là lên cái tổ chức, hay là hoặc là cái ngân hàng đó, để mà họ có thể kiểm chứng lại cho bạn thêm một lần nữa. Rất cảm ơn những cái chia sẻ của Hiếu, và chị hy vọng rằng là với những cái chia sẻ này thì khán giả truyền hình của An Ninh TV thì sẽ có thêm những cái kiến thức cũng như là tự bảo vệ mình, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà đặc biệt là trong cái thời điểm Tết như thế này thì sẽ đủ kiến thức để có thể bảo vệ chính mình và chính những cái tài khoản mà của mình đang sở hữu. Một lần nữa xin cảm ơn em. Quý vị thì vừa theo dõi cuộc chia sẻ của chúng tôi với Ngô Minh Hiếu, chuyên viên an toàn thông tin của Trung tâm Giám sát An toàn An ninh mạng Quốc gia. Với những chia sẻ của Hiếu về những hình thức lừa đảo cũng như các cái thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo người dùng trên không gian mạng, thì chúng tôi hy vọng rằng những khán giả của truyền hình Công an Nhân dân sẽ có các hình thức cũng như có các phương án để tự bảo vệ mình khi kinh doanh buôn bán cũng như giao dịch trên thương mại điện tử trong thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán này. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình An ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.